Xin chào tất cả mọi người đã đến với video của Huân. Ngày hôm qua thì mình đang quay ở tại nông trại, đang tổ chức nấu ăn cho các bạn ở trong farm. Thì sau khi mà mình về, lúc đấy là gần 18 giờ tối, thì mình có nhận được một cái mail, mà không phải một cái mà rất là nhiều mail gửi về cho mình về cảnh báo bảo mật của kênh YouTube. Và đến ngày hôm nay thì tìm kênh YouTube A Huân TV thì không còn thấy đâu nữa. Đấy, tất cả đều không thấy đâu nữa. Mọi người có thể tìm kiếm là lọc các thứ, nhưng mà kênh A Huân TV hiện tại là không còn thấy đâu nữa. Nên là Huân mới lập lại cái kênh mới này để tải video lên để cho mọi người cùng biết. Đây là Huân TV, kênh không còn nữa, mà kênh của mình mới đạt được hơn 30.000 người đăng ký. Mà ở đây mình dùng bộ lọc để tìm kiếm thì cũng không có thấy được kênh của mình nữa. Và ở đây thì bên YouTube có gửi cho mình một số cái mail. Đầu tiên là cái mail này: Xin chào Huân TV Cuộc Sống Châu Phi, chúng tôi đã xem xét nội dung của bạn và phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng về chính sách với cả là ảnh khỏa thân của chúng tôi. Đấy, và ở đây người ta có gán cho mình một cái đường link video và có thể khiếu nại ở đây. Thế nhưng mà ngày hôm qua mình đã thực hiện khiếu nại rồi, nhưng mà không có thể khôi phục lại được kênh. Và hiện tại vẫn đang chờ đợi là bên YouTube người ta sẽ giải quyết. Thế nhưng mà mình cũng không biết là đến bao giờ thì cái kênh này mới sống được trở lại. Vào cách đây khoảng tầm độ một tuần, khoảng tầm 10 ngày là mình đã bị mất mail rồi. Thế nhưng mà cái kênh của mình vẫn còn quyền quản trị ở mail khác, thế nên là không bị mất. Và đây tiếp tục có một cái mail nữa, mình sẽ đọc nguyên văn lại. Chào A Huân TV Cuộc Sống Châu Phi, chúng tôi đã xem xét nội dung của bạn và xác định rằng nội dung bạn không phù hợp với người xem dưới 18 tuổi theo nguyên tắc cộng đồng. Và đây một cái tiêu đề rất là tục tĩu: Please reject the please xvideo.com. Chúng tôi chưa áp dụng cảnh báo cho kênh nên một số người dùng sẽ không xem được nội dung nói trên. Vui lòng đọc để tôi biết thế nào là nội dung người lớn. Cái này là người ta đang cảnh báo về cái chính sách vi phạm cộng đồng. Đấy, và đây là tổng cộng là ba cái mail mà cái người mà hack cái kênh của mình ấy, mà người ta đăng tải lên. Đây là cái tiêu đề đầu tiên này: Japan Sunka Andres không biết cái gì đấy. Nói chung là thực sự là rất là buồn. Mình suy nghĩ cả từ hôm qua đến nay là không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng mà thực sự là sau một thời gian rất là lâu mà mình cố gắng mới bắt đầu xây dựng lại được một cái kênh YouTube mà đạt được hơn 32.000 người đăng ký, mà cho đến ngày hôm nay đã phải tạm biệt rồi. Thực sự là rất là buồn. Bao nhiêu công sức như là bao nhiêu tiền của mình bỏ vào để mà xây dựng kênh lên, mà cho đến bây giờ là mọi thứ đã bị mất trắng hoàn toàn. Bởi vì là người ta hack xong, người ta đăng cái nội dung 18 cộng lên ấy, thì cái kênh nó sẽ bị khóa bởi chính YouTube luôn. Thế nên là cái mà mình không thể làm được, tức nghĩa là bây giờ mình không thể khiếu nại được với YouTube, tại vì là cái Gmail là người ta đã hack rồi. Sự không biết phải nói như thế nào luôn, rất là buồn. Và đây thì Huân có lập một cái kênh mới để tải video lên. Cái này là Huân mới lập từ ngày hôm qua. Đây, ngày 11 tháng 12, đây là của sáng sớm ngày hôm nay đấy ạ. 11 tháng 12 2023, một người đăng ký và Huân sẽ tạm thời là sẽ đăng tải lại ở trên này cho đến khi mà có thể khôi phục lại được kênh. Hoặc nếu đến trường hợp xấu nhất nữa mà không có thể lấy lại được kênh nữa thì mình sẽ tiếp tục làm ở trên đó. Tại vì mình biết là có lẽ là có rất là nhiều người không thích mình, thì những cái kẻ xấu người ta lợi dụng kẽ hở của cái YouTube, cái bảo mật ấy, người ta cũng phải gọi là biết về cái công nghệ rất là rành thì người ta mới làm được như thế này. Thì mình cũng không biết phải làm sao hơn, nhưng thực sự xin lỗi tất cả mọi người đã yêu quý đồng hành với anh em mình trong thời gian qua. Hơn không thể giữ lại được cái kênh của mình, sự không biết phải nói gì hơn, thì chắc là vẫn sẽ tiếp tục cố gắng quay và đăng tải video và xem là cái cơ duyên của mình còn với YouTube nó đến đâu thôi, chứ cũng không biết là phải nói như thế nào nữa. Bây giờ
mình thực sự là mình rất là không muốn đăng những cái video lên giải thích như thế này như thế kia, thế nhưng mà thật sự là nếu mà không có nói thì mọi người cũng không biết được, tại vì là có rất là nhiều quý khán giả là các bác lớn tuổi đang theo dõi ở trên kênh. Đấy, thì Huân cũng phải thông báo bởi vì đây là một cái sự tôn trọng mà Huân dành cho toàn thể khán giả đã yêu quý ủng hộ trong thời gian vừa qua, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vẫn mong muốn, tại vì là nông trại của mình hiện tại đã phát triển được một cái đường đi rất dài rồi. Đấy, trong một tuần vừa qua thì mắt mình nháy liên tục luôn, mình nháy mắt cả bên trái cả bên phải luôn, mình không biết là sẽ có một cái sự kiện gì xảy ra, tại vì là cứ mỗi lần là mình nháy mắt cứ như kiểu là linh cảm có một cái điều gì đấy nó không tốt ấy. Thì đúng thật sự là ngày hôm nay cái điều ấy nó đã xảy đến với mình, không biết phải nói làm sao nữa. Đấy, thì đây là cái video mà Huân thông báo với tất cả quý vị khán giả là cái kênh đó hiện tại là không còn truy cập được nữa và đã bị YouTube khóa rồi, nên mọi người tìm kiếm tất cả nội dung thì cũng không thể tìm được cái nội dung ở trên kênh đó ở trên YouTube nữa. Đấy, thì rất là mong mà mọi người sẽ thông cảm, và nếu như có thể, nếu như còn yêu quý, hãy tiếp tục đồng hành với cả Huân trong chặng đường sắp tới nữa. Đó, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.